Xin chào các bạn. Bây giờ Windy sẽ gửi cái đơn hàng cho anh Hiếu ở Bến Tre. Đơn hàng là cặp hai cặp găng BN Fight, loại màu đỏ và màu xanh, đỏ đen và xanh đen. Đây, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cái hàng của anh Hiếu để anh Hiếu nhìn hàng trước khi mà bưu điện gửi tới anh Hiếu nha. Đây, một loại bỏ trong hộp. Đây, này là màu xanh đen. Bin Fight của anh Hiếu, hàng chất lượng ok. Đó, yêu cầu của anh Hiếu là hàng màu đen, xanh đen, màu xanh đen, hàng Bin Fight 12 OZ. Đó, 12 OZ này là tầm cho những bạn tầm 65 kg trở lên là chúng ta có thể tập được 12 OZ này. Đây, và một cái nữa, đây là màu xanh. Nè, mình sẽ quay cận cảnh lại cho các bạn xem. Đây, cho anh Hiếu xem nha. Đó, anh Hiếu đặt hai cặp thì mình sẽ free ship cho anh Hiếu nha. Đó, rất là chắc chắn, đúng hàng chất lượng của anh Hiếu luôn. Đây, rồi thì mình sẽ gói cái hàng này lại cho anh Hiếu. Đây là cặp màu xanh. Đây, nó có cái một lớp bọc rất là kỹ. Và cái cặp thứ hai đó là màu đỏ. Cái màu đỏ này nó được bỏ trong cái bịch đó, túi bằng vải đó. Loại BN Fight này nó ra hai loại khác nhau, hai cái loại bao bì vỏ khác nhau. Một loại đầu thì nó sẽ sử dụng cái hộp này, và loại này là nó sử dụng bằng cái bọc này. Bọc này sẽ rất sẽ tiện lợi hơn cái hộp rất là nhiều. Mỗi ngày nó đều thiết kế ra những cái sản phẩm mới hơn, những cái vỏ bao để bỏ những cái sản phẩm này tiện lợi hơn. Đó, mình bỏ trong cái bao bịch này thì mình sẽ gửi ship đi, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với mình bỏ trong cái hộp này. Hộp này nó sẽ rất là tốn cái diện tích, bên bưu điện sẽ lấy tiền của mình rất là cao. Đó, đây mình xem hàng màu đỏ của anh cho anh Hiếu đây. Anh Hiếu ở Bến Tre, anh Hiếu lên xem hàng của anh Hiếu trước khi mà bưu điện tầm khoảng 3 đến 4 ngày bưu điện sẽ gửi tới anh nha. Đó, hàng BN Fight màu đỏ đen như anh Hiếu mong muốn. Bên mình có đỏ đen, xanh đen và màu đen và màu trắng, màu cam, rất là nhiều màu khác nhau. Đó, ở đây mình cũng giới thiệu luôn cho những cái bạn nào mà chưa bây giờ biết được cặp găng tay BN Fight này thì các bạn có thể tìm hiểu bên mình. Đó, mình cũng nói luôn là bên mình chuyên cung cấp kinh doanh những cái dòng sản phẩm về găng tay boxing và găng tay MMA, và những cái dòng sản phẩm đó là mình đã được trải nghiệm, mình đã tự tập luyện rất là nhiều, mình chắt lọc ra những cái dòng sản phẩm nào bền tốt đó, nhưng mà giá cả tầm trung. Cặp này đang khuyến mãi còn 450.000 thôi các bạn, giá thị trường của nó hiện tại là 500.000, mình khuyến mãi còn 450.000 đó, bởi vì trên thị trường rất là nhiều loại găng tay khác nhau đó, nhưng mà tầm giá theo phân khúc giá chúng ta muốn. Nhưng mà chúng ta trước khi chúng ta muốn biết được cái cặp găng tay nào ngon thì các bạn phải mua về trải nghiệm các bạn mới biết được, đúng các bạn. Còn ở đây thì Windy sẽ trải nghiệm thay cho các bạn. Windy sẽ mua về trải nghiệm đánh tập đó, mình cũng dân vỏ ra nên mình cũng tập luyện hàng ngày đó, mình sẽ trải nghiệm được những cái dòng sản phẩm nào tốt đó, mình sẽ cung cấp lại cho các bạn, bán lại các bạn những dòng sản phẩm đó. Mình từ đó mình sẽ không bán những dòng sản phẩm giá rất là thấp. Còn giá cao quá thì những bạn nào muốn xài giá cao quá thì đó là những bạn nào có điều kiện đó, xài những hàng da bò cao cấp đó, thì các bạn có thể liên hệ mình để mình lấy hàng về mình chuyển lại cho các bạn đó. Nhưng mình cũng tập trung đánh vào cái phân khúc là giá tầm 450.000 đến 500.000 là dưới đó, và không quá thấp đó, không quá thấp. Quá thấp thì hàng sẽ rất chất lượng rất là kém, thì chúng ta đánh sẽ rất là chán, nên mình biết điều đó, mình sẽ sưu tầm những cái dòng sản phẩm nào hàng ok, đánh ok nhưng mà giá phải chăng cho các bạn. Rồi, bây giờ mình ship hàng này đi cho anh Hiếu, cũng nó cũng nhiều quá rồi. Đây,
cặp này sẽ được bỏ vô bịch bao bịch này. Đó, những bạn nào muốn có được những cặp gang này hoặc là muốn trải nghiệm cặp gang mà mình đã từng trải nghiệm và cảm giác nó tốt và giá phải chăng thì các bạn có thể liên hệ mình qua shopfu.vn và trang của mình để tìm hiểu, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp cho mình để mình tư vấn, hoặc là inbox Zalo mình để tìm những cái cặp gang này nhé các bạn. Đó, cái loại màu đỏ này là rất là tiện lợi. Loại này, cái bao này rất là tiện, chúng ta có thể gửi hàng đi, nó rất là gọn gàng, không bị cồng kềnh. Đó, đỡ đi phòng rất là nhiều cái tiền ship của chúng ta. Đây. Đây, mình bỏ vô thùng này hai món. Mình sẽ bỏ vô thùng, mình đóng thùng lại và mình chuyển đi. Qua bưu điện này lại tới lấy hàng. Rồi nó chuyển cho anh Hiếu ở Bến Tre. Rồi, thùng hàng của anh Hiếu. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đó, chúc các bạn buổi trưa vui vẻ. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.